Văn phòng luật sư Phạm Đào Bạch Tuyết xin trân trọng cảm tạ sự ủng hộ nồng nhiệt của quý vị hơn 30 năm qua. Nhân dịp xuân về, chúng tôi kính chúc quý khán thính giả, quý thân chủ và quý đồng hữu một năm mới an khang, thịnh vượng và đạt nhiều thắng lợi. Chúc mừng năm mới!